Thưa quý vị, tội phạm ma túy đang có những diễn biến phức tạp khó lường ở nhiều địa phương trên cả nước. Tỉnh Hải Dương dù không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số vụ, số đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ ngày càng gia tăng. Đặc biệt, số ma túy bị bắt giữ ở từng vụ với số lượng lớn đã khiến cho dư luận quan tâm lo lắng. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi xảo quyệt, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt lực lượng công an. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên tuyến quốc lộ 10 tại khu vực xã Nguyên Giáp, Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Thái Bình qua địa bàn Hải Dương về Hải Phòng tiêu thụ. Tang vật thu được gồm 30 bánh heroin. Đối tượng trong vụ việc này là hai mẹ con ruột gồm Đào Thị Hải và con trai Lưu Ngọc Dương, cùng ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Đào Thị Hải đã giấu số ma túy vào hai bao gạo và túi ba lô của cháu ruột mình, sau đó nhờ con trai dùng ô tô vận chuyển. Thì em ngồi trong quán, em nhấn nút mở cửa xe ra thì em lại mở cửa. Thì còn sau đấy là như nào thì hai người bê gạo như nào vào trong xe thì em không để ý, vì em đang ăn. Hai người nói chuyện một lúc, thấy mẹ em đi vào. Thì đi vào cũng là lúc hai bác cháu đã ăn xong rồi. Từng có nhiều tiền án, có mối quan hệ phức tạp với các thành phần trong các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy liên tỉnh, nên đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, phương tiện vận chuyển, hình thức giao dịch. Do đó, để bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, lực lượng công an đã phải mất rất nhiều thời gian mật phục, theo dõi. Các cái đối tượng trong cái vụ án này thì hoạt động với cái thủ đoạn rất là tinh vi, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Khi giao nhận hàng thì có thể diễn ra vào ban đêm, cũng có thể diễn ra vào ban ngày, không cố định một cái thời gian nào. Rồi các cái phương tiện mà chúng sử dụng thì đều có sự thay đổi. Trước đó, trên địa bàn huyện Thanh Hà, lực lượng công an cũng đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển buôn bán ma túy số lượng lớn do Nguyễn Công Hường cầm đầu, cùng tang vật thu giữ gồm 19 bánh heroin, hơn 15.000 đô, hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều vũ khí. Mặc dù các đối tượng trong đường dây không cùng địa bàn, nhưng giữa chúng có sự móc nối chặt chẽ với nhau. Riêng nhà của đối tượng Hường được xây dựng kiên cố, kín cổng cao tường. Trong và ngoài nhà đều được lắp đặt camera theo dõi. Thì so với một số các cái vụ án trước đây, một cái số chuyên án ấy thì mới chỉ bắt giữ được những cái đối tượng vận chuyển thuê. Thì còn những cái đối tượng chủ mưu, những đối tượng cầm đầu mua bán thì chưa bắt giữ được. Nhưng đối với cái kế hoạch này thì chúng tôi đã bắt giữ được toàn bộ các cái đối tượng trong đường dây. Từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng với số lượng lớn ma túy heroin. Có những vụ số lượng ma túy tổng hợp lên đến 24.000 viên. Qua các vụ việc được bắt giữ xử lý cho thấy, thủ đoạn được các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi, quá trình hoạt động trang bị cả vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện vây bắt. Điều này cho thấy cuộc chiến với loại tội phạm này vẫn còn nhiều cam go và vất vả.